人潮来各自离合散聚，任风牵人去向。零碎的追忆压于心上，沉重的挥手却挥不走爱与伤。离了后能否再遇上？能为你装任何事，而偏偏欠你，成了日后每一夜长。或剩了有许多思念，是离别你，遗下这泪痕、这落痕、这裂痕在我心上。回头望我，月流像眼泪，如需装作更难忘。寒冷的北风过于心上，人世界将我每分钟的夸奖，但我是迷失了梦想。第27。Bác sĩ, bác sĩ đâu ở đâu? Nè ông ơi, làm gì vậy? Không còn thời gian nữa, bác sĩ đâu? Bác sĩ, phải đăng ký trước mà. Mang gọi bác sĩ đi, bác sĩ, cứu giúp cô ấy đi, bác sĩ. Ông chủ Du, bên này nè, nhanh lên. Bác sĩ, cứu cô ấy đi, cô ấy vừa trúng đạn rồi, cứu cô ấy đi. Ông bình tĩnh một chút đi. Ông không cứu cô ấy sẽ chết đó. Tôi cầu xin bác sĩ mà, cô không thể chết được. Lập tức đưa vào phòng phẫu thuật và chuẩn bị giày bình báo đi. Bác sĩ tới rồi, cô phải ráng lên nha. Cô ráng lên nha. Bác sĩ tới rồi, tất sợ. Tất sợ. Nè ông ở đây sẽ cản trở chúng ta làm việc, ông ra ngoài giùm đi. Tất sợ à, bác sĩ tới rồi. Ông chủ Du à, chúng ta ra ngoài đợi đi. Tất sợ, ráng lên. Ráng lên tất sợ. Bác sĩ, tình hình không khả quan cho lắm. Vị trí trúng đạn của nạn nhân là ở gần tim. Đầu đạn đè lên động mạch chủ. Với kỹ thuật hiện nay của chúng tôi, thật sự không có tự tin lấy đầu đạn ra. Thật sao? Không sống nổi sao? Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức. Tùy thuộc cô ấy cầm cự được bao lâu. Bác sĩ, tôi sẽ không thể chết sớm như vậy được. Với một viên đạn, ông nhất định có thể cứu được cổ mà. Tôi xin lỗi, với kỹ thuật của chúng tôi không thể làm gì hơn. Ông đã không làm hết khả năng của mình, còn cách cứu cổ mà. Nếu cổ có bệnh hệ gì, tôi sẽ hỏi tội của ông. Tôi đã cố sức rồi. Nè, ông chủ Du bình tĩnh đi, ông chủ Du bình tĩnh đi mà. Ông chủ Du, ông cứ kêu càng kêu đó, nếu không thể cứu được cô bệnh. Anh không có tư cách vậy không, ông chủ Du? Là đồng nói đúng đó. Ông chủ Du, vừa rồi tôi thật sự quá nóng nảy, cũng không thể trách ông nữa. Dẫn quá lâu cho cô bệnh. Thế sao vì tôi đã chịu quá nhiều khổ cực. Tôi đời khổ thật sự quá nhiều. Cô bảy vì ông làm bao nhiêu chuyện? Nếu nhận mệnh không phải là sự ra rứt. Lâu nay tôi không hề biết quý trọng những ngày cô ở bên tôi. Con người là như vậy, lúc ở bên cạnh thì không biết quý trọng, đến lúc mất đi rồi thì mới ân hận. Tôi và ông đều như vậy. Bây giờ tôi mới hiểu đạo lý này. Thật là trớ trêu. Còn hơn là mãi mãi cũng không biết. Tôi e là quá buồn rồi.
Ông chủ Du, vừa rồi viện trưởng nói với tôi, ở Thượng Hải có một bác sĩ người Pháp tên là Hans. Ông ấy rất giỏi về phẫu thuật tim. Nếu có thể tìm được ông ấy thì cô tôi sẽ được cứu. Ông ta ở đâu? Lập tức đưa tôi đi. Lâu rồi bác sĩ Hans không có làm phẫu thuật, thường ngày hay ở quán bar để uống rượu. Ở đâu đây? Cậu cho tôi hỏi, có một bác sĩ người Pháp tên Hans ở đây không vậy? Bác sĩ sâu rượu hả? Đó, chính là người ướp mặt trên bàn đó. Là người đó hả? Dạ phải. Cảm ơn. Bác sĩ à, ông tỉnh lại đi. Nè, tôi đang gặp cứu mạng của tôi đó. Bác sĩ. Nè, ông tỉnh lại đi. Bác sĩ. Bác sĩ à, nè ông tỉnh lại đi. Bác sĩ. Khắp Thượng Hải chỉ có mỗi một mình ông ấy biết làm phẫu thuật này. Uống say như vậy làm sao đây? Có cách nào làm cho ông tỉnh lại không? Không phải là không có cách, nhưng mà lâu rồi không có xài. Bác sĩ cố tình chúc mình sai đó. Mấy ông làm như vậy, tôi sợ bác sĩ tỉnh lại sẽ không vui đâu. Sao bác sĩ là như vậy? Nghe nói nửa năm trước vợ bác sĩ bị tai nạn xe chết. Bác sĩ không chịu được cú sốc nên ngày nào cũng uống sai như vậy đó. Uống rượu riết tay run rẩy luôn, cả dao mổ cũng cầm không vững nữa. Lâu rồi không có làm phẫu thuật. Bây giờ chỉ còn lại cách này thôi, dù thế nào cũng phải thử lại coi sao. Ý, ông ấy tỉnh lại rồi. Đây là đâu vậy? Mấy người là ai? Bác sĩ, tôi có người bạn trúng đạn ở ngực. Bây giờ đầu đạn vẫn ở gần trái tim của cổ. Tôi biết chỉ có ông mới có thể cứu được cổ. Xin ông lập tức theo tôi tới bệnh viện cứu cổ đi. Tôi không giúp được ông đâu. Cổ là người tôi yêu thương. Tôi tuyệt đối không thể mất cổ được. Ông cũng từng trải qua nỗi đau mất đi người mình yêu thương mà. Hơn nữa lương y như từ mẫu, ông không thể thấy chết mà không cứu. Lâu rồi tôi không có làm phẫu thuật nữa. Tôi có lòng tin ở ông. Ok, để tôi thử coi sao. Anh Tổ, ông chủ Du. Ông chủ Du, sao rồi? Đây là bác sĩ Hang, thế sao được cứu rồi? Mời. Có chuyện gì vậy? Tình hình của bệnh nhân đột nhiên trở xấu, chứ tôi chạy báo rất nhiều. Bác sĩ, phiền anh đưa tôi vào trong coi sao. Ông là... Tôi là bác sĩ Hang. Bệnh nhân này giao cho tôi là được rồi. Hân hạnh, tôi họ Châu. Ông đến thì bệnh nhân được cứu rồi, mời đi theo tôi. Làm phiền anh. Bác sĩ, bệnh nhân sao rồi? Các vị, bệnh nhân cần phải truyền máu. Nhưng bệnh viện của tôi không có máu của nhóm máu này. Tôi có thể hiến máu cho cổ. Tôi cũng có thể. Vậy phải coi có nhóm máu nào thích hợp không? Y tá, đưa họ đi xét nghiệm đi. Mời hai vị theo tôi. Cô Bảy, cô tỉnh rồi hả? Có thể yên tâm rồi. Ta đứng. Cô thấy sao? Đau quá. Cô mới làm phẫu thuật xong, vết thương chưa lành dĩ nhiên phải đau rồi. Ông chủ Du đâu?
Ông chủ Du ở kế bên nghỉ ngơi. Ông đã hiến rất nhiều máu cho cô. Cô muốn đi đâu vậy? Tôi đi coi ảnh. Bác sĩ dặn cô phải nằm nghỉ đó. Không được, tôi phải qua coi ảnh tôi mới yên tâm. À, vậy cô nằm nghỉ đi, để tôi qua báo với ông chủ Du cho ông ấy yên tâm. Ông chủ Du, cô Bảy tỉnh rồi. Em vẫn khỏe chứ? Em vẫn khỏe. Cảm ơn. Thân xảo à, anh xin lỗi đã để em phải chịu khổ. Bây giờ cả hai chúng ta đều không sao là tốt rồi. Em nghe Tạ Long nói anh hiến rất nhiều máu cho em. Phải. Thưa sao, sau này chúng ta sẽ không xa nhau nữa. Anh sẽ không để bất cứ ai làm hại em. Anh Hải, anh Hải, anh Hải. Thật sao? Tam lang của Thiên Long Hội phái sát thủ giết chết Du Trấn Hải. Tôi muốn biết chuyện này có phải liên quan tới phía Nhật Bản mấy ông không? Đương nhiên không liên quan. Không có. Vậy trước đó ông có biết Tam lang có kế hoạch này không? Tôi không biết. Đại đạo tiên sinh, ông đúng là người mau quên. Lâu nay Tam lang làm việc theo ý của mình, tôi muốn can thiệp vào cũng không được. Ông là lãnh sự phía Nhật, chuyện của người Nhật ông không can thiệp. Ông muốn phủi bỏ trách nhiệm. Ông chủ Du bị thương, tôi phải truy cứu ai đây? Người Nhật các ông đã làm bất trật tự, có phải sau này chúng tôi cũng có thể làm theo ý mình giải quyết bất cứ chuyện gì không? Nếu đúng như vậy, tôi biết phải làm sao rồi. Tôi với Pháp là nơi để kinh doanh. Tôi không hy vọng sau này xảy ra chuyện tương tự. Đại đạo tiên sinh, tôi tin là ông sẽ hiểu. Hai vị cứ yên tâm đi, tôi nhất định điều tra chuyện này, sẽ gọi Tam lang ra giải thích rõ ràng với mọi người. Được, chúng tôi đợi tin của ông. Cậu nói lãnh sự cho xe đón tôi mà. Xe đâu? Ông chủ Du đúng như ông dự đoán, tên Tam lang đó đã bị người của hắn giết chết rồi. Đây là thủ đoạn quen thuộc trong cách làm việc của họ. Hy vọng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc. Thương vong thật sự quá nhiều rồi. Ông chủ Du à, tôi không vô đâu. Ông vô một mình đi. Cũng được. À, anh Hải, hôm nay nhìn em đã khá hơn rồi. Phải. Cảm ơn. Có muốn ra ngoài dạo chơi không? Dạ muốn. Mỗi lời mà em từng nói với anh, mỗi một việc em từng làm cho anh đều nhớ. Anh sẽ cùng em thả chuyện, cùng em là những chuyện mà em muốn. Chào đi. Cô Bảy. À, ta đâu? Con diều đẹp quá. Ông chủ Du tặng hả? Ừ. Còn chăm sóc cô thì tôi yên tâm rồi.
Qua chuyện lần này đã giúp hai người có thể đến với nhau. Đúng là mọi chuyện đã được định sẵn. Có lẽ đây chính là duyên phận. Tạ Đông. Cô Bảy à, cô không cần nói, chúng ta vẫn là bạn chứ. Ừ, là người bạn tốt nhất. Chúng ta vẫn tiếp tục hợp tác kinh doanh Tiểu Ba Ly chứ. Hôm nay tôi đến là muốn nói với cô. Tôi muốn nhờ cô giúp tôi kinh doanh Tiểu Ba Ly. Anh nói sao? 12 năm nay tôi không có về quê. Tôi muốn về quê chơi. Vậy lúc nào anh về? Không biết. Có thể sẽ ở lại an cư lạc nghiệp. Có thể đi vài ngày rồi tôi sẽ về. Một mình ở đâu không quan trọng. Tôi quá hiểu anh. Nghe anh nói vậy có nghĩa là sau này anh cũng không về nữa. Không lẽ Thượng Hải không có chuyện nào, không có một người nào để anh lưu luyến sao? Sẽ ra quá nhiều chuyện. Tôi đã chán ghét Thượng Hải. Tôi muốn tìm một nơi làm lại từ đầu. Vậy khi nào anh đi? Mọi lúc. Tạ Đông à. Cô Bảy à, cô đừng khuyên tôi nữa. Tôi đã quyết định rồi. Cô Bảy à, chúng ta vẫn là bạn thân của nhau mà. Ừ. Chú Du. Tôi có thể uống tách cà phê chứ? Đương nhiên có thể. Mời ngồi. Tạ Đông à, anh định pha tách cà phê này xong lại rời khỏi Thượng Hải sao? Cô Bảy nói với ông rồi sao? Cho dù tất xã không nói với tôi cũng tới tìm anh. Bây giờ tình thế ở Thượng Hải, muốn tìm một người giỏi việc là đáng tin cậy quả là khó khăn. Nếu để tôi gặp phải, đương nhiên tôi không bỏ lỡ cơ hội. Cảm ơn. Ông chủ Du à, ông đề cao tôi quá rồi. Nhưng tôi đã quyết định rời khỏi Thượng Hải. Cả một cơ hội cũng không cho tôi sao? Ông không có lý do thuyết phục tôi ở lại. Nhưng mà tôi có lý do khuyên anh đừng bỏ đi. Anh là con ngựa ngàn dặm, phải có một bá lạc như tôi mới không làm mai một nhân tài với anh. Hay vậy đi, cược với tôi một chén, anh thắng thì đi, còn thua thì ở lại. Ông chủ Du à, ông là thần bài, sao tôi thắng ông được? Vậy để công bằng một chút, đồng tiền này sẽ giao cho anh ném. Vậy ít nhất anh cũng còn một nửa cơ hội. Ông chọn mặt nào? Chữ. Mở đi. Ông chủ Du, ông đã thắng. Đợi bao nhiêu năm, cuối cùng mới đợi được một bá lạc. Thế sao hai tin nhất định sẽ rất mừng. Cảm ơn ông. Bánh bao nóng hỏi đây. Trời ơi Diễm Vân à, em nói chúng ta đi khiêu vũ hay là đi ăn tối đây? Em làm sao vậy? Nãy giờ tâm trí cứ để đâu à? Không biết tại sao em cứ luôn có cảm giác có người theo dõi chúng ta. Không có đâu. Có thể là em quá đa nghi. Trời ơi, nhất định là vậy rồi. Nhất định là vậy rồi.
Diễm Dương, là anh đi. Anh Cường, có phải em là người đầu tiên biết được anh trở về Thượng Hải không? Cũng có thể là người duy nhất. Anh có biết không, ở Thượng Hải ai cũng đều nghĩ anh đã chết. Em tưởng sau này không thể gặp lại anh nữa. Anh hy vọng em có thể giữ bí mật để giùm anh. Ừ. À phải, tại sao anh trở về Thượng Hải? Anh về trả thù. Anh định đối phó Phùng Kính Nghiêu. Ông ta nợ anh quá nhiều. Thật sự đã xảy ra chuyện gì? Anh không muốn nhắc nữa. Vậy còn cô Phùng, anh có gặp cổ không? Ngoài chuyện trả thù ra, anh không muốn nghĩ chuyện gì khác. Dù gì anh cũng không có chỗ dừng chân, anh đã tạm chỗ này đi. Hoàn cảnh của anh bây giờ như vậy, anh nghĩ chắc không tiện đâu. Anh còn tính toán chuyện này với em. Anh còn nhớ không, trước khi anh đi có để lại cho em một số tiền. Em không có xài, em nghĩ bây giờ anh cần nó. Nhưng mà số tiền đó anh đã cho em rồi mà. Anh đã đến tìm em, tức là coi em là bạn rồi. Trở gì á? Trời, thật ra anh em ở Tinh Võ Môn chúng ta lâu nay không ngừng đối phó hành động xâm lược của người Nhật, tuy rằng rất gian nan nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Dũng khí của mọi người tôi rất kính phục. Thật lòng mà nói, lần này tôi về Thượng Hải là để đối phó Phùng Kính Nghiêu, hy vọng các anh giúp đỡ. Lần trước chuyện Sơn Khẩu Hương Tử cũng nhờ anh Văn giúp đỡ, anh em chúng tôi mới có thể giữ được mạng sống. Chỉ cần anh Văn nói một tiếng, chúng tôi tuyệt đối sẽ không từ chối anh, có phải không anh em? Phải anh Văn. Cảm ơn mọi người. Đợi thời cơ chín mùi, tôi sẽ chủ động liên lạc mọi người. Mau lên, mau lên. Có cái này cho mọi người coi nè. Cái này hay lắm. Có cái gì mà hấp tấp vậy? Trời ơi. Nè, em làm sao vậy? Em thở hết nổi rồi. Trời, từ từ thở, từ từ thở. Nè, coi phát minh vĩ đại của tôi nha. Tài tăng 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 tăng. Ý, có lợi hại không? Đây là cái gì vậy? Con diều, con diều. Hả? Suốt đêm anh không ngủ để làm cái thứ này đấy hả? Cái thứ gì chứ? Là con diều do chính tay anh thiết kế đó. Giống như là rác vậy. Này này này, nhẹ tay nhẹ tay. Cái này do anh suy nghĩ thiết kế. Là con diều chống sức hút của mặt đất, độ cao không định hướng, nhất định có thể thắng hết diều ở khắp Thượng Hải này. Xin hỏi anh làm để làm gì? Anh làm để tặng cho ông chủ Du và cô Tô chơi đó. Chúng ta vẫn chưa từng thả diều mà. Em đừng có giỡn, có gì đâu mà ghen. Anh thích làm chứ không thích thả. Ý, chị tìm ai vậy? Tôi là ai cũng không biết sao? Biết, là chị Hỷ. Nhưng mà ông chủ đã dặn rồi, bất cứ ai cũng không được gặp bà chủ. Cho tôi nên... cũng là người ngoài sao? Có cần tôi đích thân đi hỏi ông Phùng không? Ờ... Đừng ở lại lâu quá, nếu không tôi sẽ khó ăn nói đó. Ba Tôn, sao đến giờ mới chịu mở cửa? Dạ không có.
Bà Tôn à, bà chủ đang ngủ, bà ngồi một lát tôi đi rót trà. Bà Tôn à, bà đừng bao giờ nói với ông chủ, ông chủ sẽ không tha cho tôi đâu. Bà chủ có biết không, tôi cầu xin bà đừng bao giờ nói với ông chủ nha. Cái này của bà chủ à? Bà Tôn, bà đừng hỏi, người ở như chúng tôi không có biết gì hết. Có chuyện gì ồn ào gì? Thanh Hoa, chị Hỷ là chị à? Không, đem bàn đèn về đi. Dạ. Tại sao lại hút ba thứ này chứ? Có gì không tốt, phiền não gì cũng quên hết. Em nhìn coi mình giống cái gì, trốn ở trong phòng hút á phiền. Có sao đâu, dù gì em cũng đâu cần gặp anh. Thanh Hoa à, em đừng có đầy đọa mình như vậy. Em vẫn còn trẻ, sống vậy làm sao được. Thật ra làm người thì phải vui vẻ. Nếu ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, sống đến trăm tuổi cũng không có ý nghĩa. Ông chủ Dung, tôi đến nói với ông về chuyện của Thanh Hoa. Thanh Hoa có chuyện gì vậy? Bây giờ đang hút ác phiền, suốt ngày ủ rũ như đã chết rồi. Hơn nữa con người cứ ngơ ngơ ngác ngác. Là chuyện lúc nào vậy? Lâu rồi. Lẽ ra tôi muốn nói với ông sớm hơn, nhưng mà Henry ảnh... Tóm lại cơ nghiệp của nó càng lúc càng nặng, tôi khuyên nó không chịu nghe. Ông chủ vua, người duy nhất có thể cứu được nó chính là ông. Má đưa tôi đi gặp cậu. Bà Tôn à, có chuyện gì bà cứ căn dặn. Chuyện lần trước có thể tôi coi như không thấy, nhưng mà cô phải thông minh một chút. Lát nữa có người tới thì cô coi như là không nhìn thấy gì. Hả? Lỡ như để ông chủ biết được, cô không nói thì làm sao ông biết? Nếu như cô nói chuyện này ra thì cô sẽ biết hậu quả gì rồi chứ. Tôi biết rồi, tôi sẽ giữ kín bí mật. Ai vậy? Là anh Đại Thanh Hoa. Sao anh lại đến đây? Mau kéo rèm cửa sổ lại, kéo lại đi. Đừng có đụng vào đầu của tôi, đừng có đụng vào đầu của tôi, đừng mà, trả lại cho tôi, trả lại cho tôi. Trả lại cho tôi. Trả lại cho tôi. Em nhìn mình đi. Em nhìn có mình giống ai đi. Đây chẳng qua là cái xác của tôi. Còn trái tim của tôi lâu rồi không được vui vẻ, không được thoải mái, không có lo âu như vậy. Không để em tiếp tục như vậy. Anh muốn em làm lại từ đâu? Anh muốn em bỏ áp hiện. Anh đừng uổng phí công sức gì tôi nữa. Anh muốn em phải bỏ nó. Anh bỏ tôi ra đi. Bỏ tôi ra. Chồng tôi cũng không quan tâm tôi. Làm gì tới phiên anh chứ? Thanh Hoa, em nghĩ coi, có người nào hay chuyện gì đáng để em sống không? Không có. Cái gì cũng không có. Thanh Hoa, Thanh Hoa, em còn tương lai mà. Em đừng có bỏ cuộc như vậy. Anh à,
Giao đi. Cô Bảy. Tại đâu? Tặng cho cô nè. Cảm ơn anh. Để tôi cắm giùm cô nghe. Ừ. Tôi nghe anh Hải nói anh chịu ở lại giúp ảnh, thật là tốt quá. Ông chủ Du là một người đáng để theo đuổi. Không ngờ lại là ảnh khiến anh ở lại. Thật ra bản thân tôi cũng không nỡ xa mọi người. Hai ngày nay tôi không có gặp anh Hải. Có phải ảnh rất bận không? À phải. Anh nhờ tôi gửi lời xin lỗi cô. Anh không có gì chứ? Không có gì. Cô biết đó, Ti Lạc Đô rất nhiều việc. Đàn ông lấy sự nghiệp làm trọng mà. Tôi hiểu. Nhưng tôi biết anh rất muốn đến thăm cô. Anh nói ảnh đừng lo cho tôi. Ở đây có bác sĩ và y tá lo cho tôi. Anh kêu ảnh cứ lo công việc đi. Ừ. Ráng nhìn đi Thanh Hoa. Khó chịu. Thanh Hoa. Đau quá. Thanh Hoa. Em ráng nhìn đi. Em ráng nhìn đi. Thanh Hoa. Khó chịu. Dán lên. Thanh Hoa. Thanh Hoa. Thanh Hoa. Dán lên Thanh Hoa. Thanh Hoa. Xin bà qua khỏi thôi. Thanh Hoa. Em không sao đâu. Thanh Hoa, em không sao đâu. Thanh Hoa. Sẽ không sao đâu mà. Thanh Hoa. Thanh Hoa. Tại sao mình có chuyện em? Thật sự em là kẻ vô dụng. Em đừng nói vậy. Bây giờ cơ nghiệp của em đã đỡ nhiều. Lúc khó khăn nhất đã đi qua. Chuyện qua rồi em đừng nghĩ tới nữa. Hãy nghĩ tới tương lai đi. Em sống nó không còn ý nghĩa gì. Chẳng qua tinh thần của em nhất là bị suy sụp. Có chuyện gì em cứ nói ra. Anh có thể chia sẻ với em. Anh có thể chia sẻ với em không? Bà, nấu cháo đi. À. Giao đi. Cô Bảy. Ừ, tại đâu? Ông chủ Du có chuyện nhờ tôi đến đón cô. Vậy sao? Thu dọn đồ xong rồi hả? Ừ. Mình đi. Tôi muốn ngồi đợi một lát. Đợi ông chủ Du hả? Có lẽ anh xong việc rồi sẽ đến. Anh đã hứa với tôi sẽ đến đón tôi xuất viện. Tôi sẽ ngồi đợi với cô. Rồi không được ăn những món ngon như vậy. Để anh múc thêm cho em nha. Ừ. Anh Hải. Ừ? Em nghĩ lần này không nhờ anh, em không bỏ được cơm nhiều, cũng không có dũng khí để sống tốt. Anh tốt với em quá. Trước đây em không biết trân trọng sự quan tâm anh dành cho em, làm tổn thương anh hết lần này đến lần khác. Anh không những không trách em, bây giờ còn chịu giúp em. Trong lòng em thật sự vừa vui mừng vừa buồn. Thanh Hoa, anh có biết không, anh là người duy nhất ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không bỏ rơi em. Là thật đó. Em rất hối hận. Hối hận đã đi sai một bước. Chính là lấy Phùng Kính Nhiên. Những chuyện không vui thì đừng nghĩ tới nữa.
liệu anh có tốt với em giống như trước đây không? Em đã mệt rồi, nằm ngủ đi có được không? Anh Hải, để em nắm tay anh. Em muốn mở mắt ra có thể nhìn thấy anh. Má Dương à, Thất Sảo đâu? Bây giờ ông mới tới hả? Thất Sảo đợi ông 3 ngày 3 đêm rồi, xuất viện ông cũng không biết nữa. Bận gì thì bận, cũng phải quan tâm người ta một chút chứ. Tôi biết là tôi không tốt. Thất Sảo ở trong phòng á. Cảm ơn má Dương. Thất Sảo. Anh Hải. Thất Sảo à, xin lỗi em. Tại sao phải xin lỗi em? Mấy ngày nay anh không có tới thăm em. Anh bận công việc mà. Hơn nữa em cũng đỡ nhiều rồi, anh đừng có lo. Còn anh, anh có mệt không? Thật ra mấy ngày nay anh không phải bận công việc, mà anh ở bên Thanh Quan. Anh ở bên cổ sao? Gần đây tinh thần của cổ rất kém, mà còn nghĩ áp viện được, cho nên anh và Lai Hỷ đi thăm cổ. Tại sao phải nói với em chuyện này? Anh không muốn giấu em, anh không muốn em có sự hiểu lầm gì. Anh nghĩ em là hạng phụ nữ này sao? Ngoài việc giúp đỡ cổ, em có một yêu cầu. Em nói đi. Em mong anh cũng quan tâm mình một chút, đừng bao giờ miễn cưỡng mình. Anh biết. Thanh Hoa à, em lại dặn cái gì nữa? Tất cả mọi người đều gặp em. Mọi người đều gặp em. Thanh Hoa, em sao vậy? Anh Hải. Anh Hải, chị rồi anh đi đâu chị? Em tưởng anh sẽ không quay lại nữa. Chứ phải bây giờ anh tới rồi sao? Anh đừng đi, ở lại với em đi. Em ngồi xuống đi. Em đã đợi anh rất lâu, anh có biết không? Cả ngày nay nó chưa có ăn gì. Có chuyện này không? Bây giờ em rất đói. À, chị Kheo Ngọc nấu cơm cho em nha. Em không thể bướng bỉnh như vậy. Anh kêu em đừng bướng bỉnh, em sẽ nghe lời anh. Em phải ăn nhiều giờ, mặc đồ mới thấy đẹp chứ. Em sẽ ăn nhiều. Vậy là ngoan rồi. Là đâu? Cô Bảy à? Má Dương nói với tôi cả ngày cô để ở trong phòng. Đâu có. Cô không khỏe hả? Không có. Mấy ngày nay anh đến Thiên Lạc Đô, có gặp anh Hải không? Sao cô không hỏi anh đi? Nếu cô không muốn ảnh và cô cố ở bên nhau, thì cô nói với ảnh, trốn trong phòng cũng vô ích thôi. Tôi biết hoàn cảnh của mình. Cô có hoàn cảnh gì chứ? Cô Cố và anh Hải, hai người từng yêu nhau. Ảnh quan tâm đến cổ là chuyện thường tình, tôi không nên ngăn cản họ gặp nhau. Hơn nữa, nếu anh Hải thật lòng yêu tôi không nên suy nghĩ nhiều quá. Cô rộng lượng quá rồi. Không phải tôi rộng lượng, chẳng qua là tôi không muốn xây dựng niềm vui của mình trên sự đau khổ của người khác. Có lẽ cô nói đúng. Hy vọng ông chủ Du sẽ hiểu tấm lòng của cô. Đẹp không anh? Đẹp lắm. Thật hả? Nếu như thời gian có thể quay lại, em nhất định sẽ không lấy phòng kính. Thanh Hoa,
Đừng vậy mà. Anh Hải, chúng ta cùng nhau rời khỏi Thượng Hải đi. Em muốn rời xa Phùng Kính Hiêu để sống cuộc sống mới. Chúng ta cùng đi. Anh và em, có phải anh có gì không dứt bỏ được không? Em cho anh ít thời gian để anh lo xong chuyện ở đây. Anh sẽ đưa em tới nơi khác để em sống cuộc sống mới. Em đợi anh. Cô Bảy à, cô muốn ngồi đây ăn hay là ăn ở trong phòng? Có một mình sao cũng được, đã giờ ở đây rồi thì ngồi đây ăn. Ờ. À. Ý, ông chủ Du. Má Dương, thức sẵn. Anh đến rồi hả? Đúng lúc quá, ăn cơm với em. Má Dương, lấy thêm chén nữa. Ờ, dạ được. Uống canh trước đi. Thức sẵn. Hôm nay anh tới đây có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì? Thanh Hoa muốn anh cùng cổ rời khỏi Thượng Hải. Thật sự. Thật ra anh cần thêm thời gian để suy nghĩ kỹ giữa em và cô cố lựa chọn thêm lần nữa. Em đừng hiểu lầm. Anh biết rõ sự lựa chọn của mình. Từ bây giờ đến sau này anh không thể đổi quyết định đâu. Nếu là như vậy, tại sao lại dẫn người phụ nữ khác rời khỏi đây? Anh chỉ coi Thanh Hoa là người bạn thân thôi. Anh đối với cổ chỉ là sự đồng tình thôi mà. Em không hiểu. Nếu như cổ mà không rời xa Phùng Kính Yêu thì suốt đời này cô không thể nào làm lại từ đầu được. Cô có biết cách nghĩ của anh không? Bây giờ không phải lúc nói cho cổ biết. Anh không muốn trực tiếp làm tổn thương cổ. Anh cho cổ nhiều hy vọng như vậy, cổ lại ỷ lại anh. Lỡ như cổ biết anh chỉ đồng tình cổ thì cổ sẽ càng đau lòng hơn. Anh biết chứ. Nhưng anh không còn cách nào khác. Nói như vậy là anh đã quyết định rồi. Anh xin lỗi em. Tuy rằng em không tán thành cách làm của anh, nhưng mà anh yên tâm, em sẽ ở đây đợi anh. Để Thanh Hoa ổn định chỗ ở, anh sẽ lập tức trở về. Em sẽ ở đây đợi anh. Thật sao? Anh lại làm khổ em. Là cái số. Có người thì luôn được người khác bảo vệ, có người thì giống như em. Nhưng mà không sao, em tự biết lo cho mình. Anh yên tâm. Cảm ơn em.无论往日走，还是梦如昔，你梦里亦期望我能献奉你所需，盼望能做对。